Yeah, nhạc này tôn vinh tự do, không phải trói mình vào sự bó buộc. Yeah, nhạc này nói lên suy nghĩ, không phải viết để fan chúng nó được. Yeah, nhạc này thể hiện trình độ nhưng mà tìm kiếm hào quang rất khó được. Yeah, nhạc này không cần trải chuốt ngôn từ phản cảm vì tôi ta không có được. Yeah, không, lý lúc tao bé vẫn môn màu vẫn môn sắc. Khi văn tóc quất thì lý lẽ mày luôn tắc. Những việc tao kể về under chỉ muốn nhắc đừng danh tiếng bao nhiêu chi mà làm nhạc như con cặc. Đưa tay về underground, đưa tay về underground, đưa tay về underground, đưa tay về underground, đưa tay lên sân nói, 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 lên sân nói. Đây là underground, đây là địa bàn của tụi tao. Yeah, đây là underground, đây là địa bàn của tụi tao. Yeah, đây là underground, đây là địa bàn của tụi tao. Yeah, đây là underground, đây là địa bàn của tụi tao. Yeah, không có ở trên sàn diễn vì bố mới là underground, không có ở mainstream vì bố mới là underground, không có băng hội không kém vì bố mới là underground, không TV báo đài vì bố mới là underground. Mang âm nhạc này đi từng góc phố, chỉ làm nghệ thuật chứ không dùng kinh doanh. Ở mọi ngõ ngách bọn tao đứng đóng đồ, lũ hater âm bình luôn sợ đụng kinh thánh. Tài năng tụi mày chỉ là gáy sau bàn phím, còn tao có beat và cây bút là thường ngày. Khi tao càng xoáy mặt mày thấy sâu càng tím, nhạc tao như bà Tân luôn thu hút đi siêu cày. Lý lúc tao bén vẫn môn màu vẫn môn sắc, khi phán tao quất thì lý lẽ mày luôn tắc. Những việc tao kể về under chỉ muốn nhắc đừng danh tiếng bao nhiêu chi mà làm nhạc như con cặc. Đưa tay về underground, đưa tay về underground, đưa tay về underground, đưa tay về underground, đưa tay lên sân nói, 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 lên sân nói. Underground, đây là địa bàn của tụi tao. Yeah, đây là underground, đây là địa bàn của tụi tao. Yeah, đây là underground, đây là địa bàn của tụi tao. Yeah, đây là underground, đây là địa bàn của tụi tao. Yeah.